Giờ muốn chỉnh trên đầu này ha. Đúng rồi. Mình giảm tuyệt biệt đi đi. Giờ quay đi, bấm vô hết ra. HTML 3 là cái tầng này. À rồi. HTML 2 là cái địa chỉ. Rồi. Tên công ty. Tên công ty là cái đầu tiên này. Qua bên đây là cái Facebook này. Mình ở bên nào, mình ở bên nào? À, chính là vị trí này. Rồi rồi, ok. Dán link vô. À, rồi. Để đọc mình xem thôi. À, cái đó là chưa có link đúng không? Ừ, chưa có link. Rồi, ok. Ngoài ra đây nó có một số cái nữa. Mình muốn rồi, thêm okay. YouTube, mail, hay gì vô. Dạ rồi. Rồi, đó là cái phần. Cái này là phần menu. Menu là phần dưới đúng không? Mình muốn kéo qua đây thì cầm này kéo qua đây. À, còn muốn đưa qua đây, cầm này đưa qua đây. Nó là cái menu để đọc nó chạy. Bên này là cái này là logo, bấm vô. Đây là logo này. Ừ. Mình có thể remove, mình sẽ đánh lên. Rồi. Sau đó mình bấm nút đăng. Rồi. Là nó lưu lại. Rồi. Rồi, ok, tiếp. Muốn sửa màu. Rồi. Sửa màu của bên trên. Bên rồi. Trên này là top 3. Top 3, rồi. Rồi, đây là màu của bên trên. Dạ rồi, ok. Rồi. Cái phần dưới là Ethermet. Ethermet là màu của phần này. Rồi. Hiện tại đang chọn màu trắng. Dạ rồi. À, này là hiệu ứng của nó. Hiệu ứng đang là hiệu ứng gạch dưới nè, gạch trên nè, hiệu ứng này mình có thể chọn. À, cái gạch dưới là cái gạch dưới là A rồi, 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 ok. Còn muốn bùi nhỏ thì có thể tăng size lên. Rồi, okay. Đây là màu, màu này là màu chữ đúng không? Đen, đang chọn màu đen nè, okay. Hiệu ứng đỏ, à, rồi, hiệu ứng đỏ, muốn qua hiệu ứng khác có thể chọn. Xong hết bóng lúc này luôn lại. Dạ rồi. Anh là sắp vào trên đó. Rồi. Kế tiếp, đây có tấm hình chạy nè. Rồi. Muốn sửa nó chọn này. À, đưa xuống cái này. Rồi. Và chọn là hình chạy. Rồi. Mở vô trong đó nó ra hình đúng không? Ừ. À rồi. Cái trong này là nó đang có một số hình này của mình nè. Cái hình này nó có thêm một cái tiêu chuẩn gì không? Cái style đây là size nè, size của hình nè. Đó là quy định đúng không? Đây là cho kích thước nè. Mình đưa bụi nhỏ hay gì cuối cùng nó ra kích thước này. Rồi, nhưng mà đúng kích thước lên thì nó sẽ không có các bớt của mình đi. À rồi. Đây là tốc độ chạy. À rồi. Đang là cho là 8.000 giây, mình muốn chạy nhanh hơn mình giảm số này xuống. Rồi. Muốn xóa hình thì bấm vô này, rồi delete. Delete, dạ rồi. Muốn thêm thì bấm Enter Line. Dạ rồi. Bấm Enter Line. Rồi. Đây là thư viện có sẵn. Dạ rồi. Muốn tải lên thì chọn tập tin chỗ này. Dạ rồi. Chọn máy tính đó, và ừ. Mình chọn lại. Ok. Sau đó bấm nút xanh như này để nó chụp hình vị trí này. Mình muốn đảo vị trí hình thì có thể cầm hình mình kéo. Di chuyển rồi. À, làm xong đó là bấm xem lại. Rồi. Nó lùng. Sau đó mình bấm ra. Rồi. Kế tiếp là sửa phần này. Mình muốn sửa cái này. Ừ. Thì mình đưa chỗ hiệu này chọn dùng dưới. Ok, dạ rồi. Chỉ là sửa chủ nổi bật này thôi nha. Rồi. Còn dự án thì chung sửa chỗ khác. Rồi. Đây, muốn sửa tên thì bấm vô tên cái. Sẽ hiện ra tên này. À, rồi. Đây là cái tên này nè. Muốn sửa cái tên này bấm vô tên đó. Ok. À. Ừ. Rồi, muốn sửa cái hình này thì bấm vô hình. Rồi, ok. Bấm vô hình nè. Bấm vô Edit Generate nè. Ở đây là có 5 tấm hình tương ứng với 5 tấm bên ngoài của mình. Dạ rồi. Muốn thêm mình mới bấm thêm đây. Alo. Bấm chọn. Hình bao nhiêu 4 mình? Ở đây dạ hình hiện tại của nó là 452 x 225. Đây. À. Mình đưa lên. Đó là cái đó là cái size hình đó hả? Ờ, cái này là size hình. À, okay. Bên kia lúc mình lưu về á. Dạ rồi. Mình thêm vô thôi. Thêm cái mình bấm vô tấm hình mở lên. Dạ rồi. Trời, cái em nghe chưa? Để xuất hiện lên tấm hình mới. À, dạ, đợi để chút xíu nên tranh thủ. Đang làm cái web. Dạ. Muốn xóa thì bấm vô ít đây. Dạ rồi. Dạ. Cái cập nhật apply test để cho nó lưu lại. Đó là sửa cho này. Sau đó bấm vô ít software. Cái đó là phần là chủ đầu tư là như vậy. Rồi. Rồi. Kế tiếp mình làm dự án với tin tức thì mình đăng nhập vô trong. Mình đăng nhập vô mới được đúng không? Rồi, đăng nhập vô. Trên này có một bài viết. Từ từ, đâu đăng nhập chỗ nào á? Cái trên màn hình có chữ đăng nhập á. À rồi, đăng nhập vô trong đó. Rồi. À, đây rồi, là nó có phần bài viết nè, rồi. Viết bài mới. Rồi.
Rồi bấm vô viết bài mới thì ở đây là tên của bài viết đó. Rồi này. Đây là cái tiêu đề. Còn này là nội dung của bài viết thì là gái chàng đây. Hình ảnh là mình muốn gái chàng hình vào nội dung thì thêm media chỗ này. Rồi. Muốn màu chữ thì có thể chọn này. Rồi. Cái ở dưới là sao là cái Jobs SEO là gì ta? Đâu. Cái này là sale bài viết. Sale bài viết. Sử dụng công cụ này mình sale lên. Còn cái này nếu mình viết bài viết này cho dự án thì chọn dự án, viết cho phong thủy gì. Ủa nhưng mà rồi ok bây giờ thế này nè. Vô cái phần dự án á. Vô cái phần dự án á thì thông thường á là trong mình muốn chỉnh trong cái phần chi tiết dự án nó có một cái giao diện khác này sao? Mình có thể dùng cái UX Builder này để mình tùy chỉnh cho nó một cái giao diện mới. Đâu còn ví dụ là bấm vô nó đúng không? Là bây giờ là vô cái phần dự án mình cần đúng không? Là chi tiết dự án. Chi tiết dự án. Vô đây nè, mình có thể kẻ nó. Ví dụ mình muốn kẻ ô thì dùng cái này kẻ nè. Muốn cho hình chạy thì dùng cái slide nè. Muốn bụi tầm nút như thế nào mình có thể bố cục nó. Ví dụ nó giống như em đang muốn xây dựng một cái giao diện cái chi tiết của dự án nó giống như cái giao diện cũ nhà màn hình luôn. Thì được thì mình cứ copy nó qua thôi, copy kia qua thôi. Ví dụ đi. Anh làm sẵn em cái phần giao diện cũ. Không rồi luôn. Điều dự án này đi, dự án này dự án cũ. Rồi. Dán này ha. Đầu tiên copy cái tên. Rồi. Dán vô cái tên thì chưa cái. Rồi. Rồi. Ở đây là dự án, chọn dự án. Rồi. Ở đây là ảnh đại diện. Ảnh đại diện là tấm ảnh bên ngoài á. Đầu tiên luôn đúng không? Rồi cái tấm ảnh mà không phải trang chủ nè. Rồi. Rồi tấm ảnh nè. Tấm ảnh này nè. Rồi ảnh đại diện. Đầu tiên mình lưu nó về chế đi. Rồi. Lưu nó về vị trí này đi. Rồi. Chỗ này mình lắp ảnh đại diện lên trên á. Rồi. Phải là. Rồi. 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 Dạ, nó có cái này chứ, bấm đăng à. Rồi, bấm đăng vô. Bấm đăng vô. Cái này là chưa có nội dung ha. Chúng mình xét nội dung, mình sẽ bằng cái nút này. Đó, mình quay lại mình coi nè. Thêm một cái nè. Cái giống cái này. Rồi, ok. Nhưng mà khi bấm vô thì nó có gì chưa có gì hết. Rồi. Bắt đầu giờ xét nội dung cho nó. Rồi. Chọn UX Builder này. Ok. Rồi. Vô cái dự án cũng rồi ở đây là cái hình chạy này nè. Mình muốn mà lấy được cái hình chạy này á thì mình vào cái mask slider chỗ này. Rồi là mình chỉnh hình chạy cho nó luôn đúng không? Là mình lấy hình chạy mình lấy cái đoạn code này là code hình chạy nè. Mình copy cái đoạn này. Mình qua cái chỗ này cũng mình mở lên cái này là test rồi đó. Rồi mở này lên. Rồi chỗ này mình dán cái cầu đó vô. Câu này là cầu chạy nè. Rồi. Cái mình bấm về bấm lưu lại nè. Ra ngoài đây là mình thấy ra lấy mình lưu lại mình bấm thấy đây là sẽ xuất hiện đầu tiên hình chạy trước. Ok. Rồi. Cái tiếp là phía dưới hình chạy này ở đây là nó có cái này. Rồi đúng rồi. Cái này giờ nó đang chia cái này ra làm hai. Thì cái chỗ này mình sẽ chia làm hai cột, bấm vô đây cái chọn cái row. Chọn hai. Rồi. Cứ chia ba, chọn ba, chia hai, chọn hai. Ví dụ giống như rằng là nếu như mình như là nó có một cái hình luôn mà em làm một cái chữ nằm trên hình. Được. Nè, ví dụ bấm đây. Mình muốn chữ nằm trên hình đó mình nhìn nè. Có cái email này là tràn hình thôi. Còn có một cái là banner nè. Đây nè, đây vị trí này cho mình chuyển chữ nè. Bấm vô nó một cái đi. Rồi bấm mình muốn tràn ở giữa thì chọn cái này. Muốn mà tràn góc nè thì chọn những cái còn lại. Rồi chỗ này là tấm ảnh bên ngoài. Bấm chọn vô trong đại. Tôi chọn tấm này đi. Bấm vô nó cái
nó sẽ có tấm ảnh phía sau. Mình đang chia hai cột luôn. Mình đang chia hai cột. Rồi. Cái tấm ảnh phía sau mình thấy nó hơi sáng quá, mình có thể phủ tối nó, dùng cái này lớp phủ. Có thể phủ này hoặc là phủ đen. Phủ để cho cái chữ nổi. Chữ mình nó nổi lên. Ok rồi. Mà không phủ, nếu mà tấm ảnh đen này không cần phủ, còn nếu mà tấm ảnh mà sáng quá thì mình nên phủ. Dạ rồi. Phủ để cho nó có nổi cái chữ lên. Rồi xuống sửa chữ thì bấm vô chữ cái. Mở nó lên. Cái mình đánh chữ lại. Sửa chữ lại. Rồi. Ở trong đây kẻ khung được luôn. Rồi, ok. Rồi, dùng đây đi. Ok. Dạ. Rồi. 100 triệu, 100 triệu đó. Rồi, ok. Rồi, ok. Ok. Rồi, rồi. 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 Cái này mình đang chia nè, chia 2 nè. Là 6 sạc 12, cái này cũng 6 sạc 12 luôn. Đó, thì giờ mình qua ô thứ hai mình muốn chạy gì mình chạy. Ok, ok. Muốn chèn chữ thôi á thì chọn test thôi. Test là chèn chữ thôi. Ví dụ như mày đây có đoạn này nè, chèn chữ thôi nè. Copy nè, mở là chèn chưa. Ok, lấy đoạn chữ thôi. Ok rồi, xong rồi đấy. Nếu mà mình muốn phía sau nó có cái nền nè, đây là phía sau đó có cái nền nè, mình có thể là chọn này. Mình chọn cái là session. Cái session rồi. Mình bấm apply. Cái chỗ này là màu sắc. Nếu mình chọn nền là hình ảnh thì có thể là chọn cái này lên. Rồi muốn nền là một màu rồi đó thì có thể chọn cái này. Cái nền màu này đi. Vô nó. Bấm apply. Rồi cái này là cái session. Mình muốn mà cái này mà nó vô. Kéo xuống dưới. Mình muốn cái này á mà nó có cái nền á thì mình kéo cái này, kéo cái rô này nè, cái rô là hiện tại chưa có nền nè. Mình kéo nó xuống cái session. Tự động là nó cái nền tự động nó vô cái session này. Mình vô trong đây mình thấy nếu mà nó nền đỏ thì mình có thể ở đây cho mình cách chỉnh chữ trắng, chữ đen. Nếu mà nền lờ thì mình chữ đen, mà nền sáng mình chữ trắng. Sticky là gì đó? Đó, mình bấm là nó cho mình chú thích trên đây. Đó, này là nè. Kéo xuống dưới đây thì này, cái này là chữ nè. Rồi. Cái này là hình nè, okay. Phía sau. Coi như là mình thêm nữa đúng không? Thêm vô. Cái này thì chia hai ra. Bên chữ bên hình. Rồi. Có cái nền. Rồi. Có cái nền thì sẽ dùng cái session để tạo ra một cái nền trước. Rồi. Sau đó thêm sau đó mình mới tách ra làm hai. Sau đó mình tạo ra một cái nền trước. Rồi. Nền. Ví dụ đây là cho nền hồng đi chẳng hạn đó. Rồi. Sau khi tạo nền xong, cái mình dưới này nó có cái ô nè, không hẹn đó. Chọn column để mình chia hai ra. Đi làm hai ra để bấm ok. Rồi. Sau đó mình mở nó ra là mình thấy đây có hai cái column. Mở cái column đầu tiên ra để mình add vô. Rồi. Muốn add chữ thì dùng test. Rồi. Muốn add hình thì dùng hình máy. Rồi. Add chữ thì dùng test. Mở ra thì mình có thể dán cái này vô. Rồi sau đó mình muốn chỉnh màu bôi đen đó cái. Rồi. Vô chỉnh qua màu vàng đi, cái này qua màu vàng. Mình chỉnh cái này nó qua màu gì chẳng hạn, màu cam chẳng hạn. Màu gì mình thấy nó hợp với cái nền đó. Rồi. Màu qua màu khác có thể chọn này. Kéo này lên để lấy màu chữ qua màu trắng luôn. Mà lấy màu trắng thì ở đây là nhìn không thấy. Còn mỗi lần mình phải bôi đen đó. Hoặc có cách khác. Cách này là chỉnh màu trong đó. Còn không á mình có thể là dùng cái màu trong session này nè. Chỗ này có cho chỉnh trắng đen nè. Có thể chỉnh qua trắng này cũng được. Chỉnh qua trắng này thì vô đây mình khỏi phải tô trắng mắt chữ. Vô đây có tô trắng. Này là chỉnh hình, bấm nó cái. Bấm hình máy. Rồi, ở đây là tấm hình nè. Lô tấm này vậy. Cái mình tới vị trí này mình thêm vô. Rồi, thêm tấm này vô.
là sẽ là bố cục của nó. Rồi. Muốn chia 2, chia 3 hay chia mấy cũng được đó. Thì cứ giờ đây mình chia. Và cái này thì nó chỉ qua là hình bên đây, ảnh bên đây thôi, chia ngược lại. À, dạ rồi. Này cũng vậy. Cái này chia 2 tấm hình luôn. Rồi. À. Cái phần dưới đây nè. Cái phần này nè. À. À, là à, cái này là cái phần chủ đạo luôn đúng không? Ừ. Là phần cuối luôn đúng không? Ừ. Phần cuối này đăng nhập vô trong ấy. Đăng nhập vô trong mình vô cái giao diện nè, vô cái quay ghép nè. À, mình kéo xuống đây mình mở cái này lên. Này là ba cái. Này là thông tin liên hệ. Là cái phần này. Okay. Này là tin tức, cái này là tự động nó lấy cái nồng mới nhất nó lấy ra. Okay. Này là thông tin dự án, cái form á, là cái form này nè. À. Cái đó nằm trong đó. Cái này thì nó sẽ nằm trong cái form liên hệ. À, cái câu này là cái câu ngắn của này trong đây. Rồi nó có sẵn luôn. Mà liên hệ hôm nay à. À. À, mình này là cái câu này nè. Rồi, rồi, mình đưa qua kia để cho nó lấy cái câu này, nó lấy chuyện qua bên kia. À, rồi, này là form đăng ký. Form đó nó có sẵn thì mình tự tạo. Tự tạo. À. Thì tạo có sẵn rồi, hiện tại là nó đã này rồi. À. Nó có 4 dòng này, tương ứng với 4 dòng kia. Sau này mình muốn là lấy thêm cái thông tin gì của khách nữa thì mình nói để viết thêm một cái đoạn. Rồi. Hiện tại thì nó lấy vô đây đoạn thôi. Rồi. Ở đây có cái nút gọi nè, muốn sửa nút này thì mình vào cài đặt nè, chọn là EasyCon 5 là nó có số này, từ mấy cái số này. Còn cầm bên đây muốn sửa nó thì mình chọn cái này, chọn Convin Alo. Ở đây số điện thoại nè, số mình đây. Đó. Này là link Facebook Messenger là link cuối nè. Này mình có, mình muốn ai chat với mình có thể dán cái link Facebook qua. Mình vô cái tường của mình nè. Cái mình lại copy lên nè. Mình dán vô. Dán vô mình lưu lại. Số này thì cách nói là số điện thoại, tin nhắn với Zalo luôn. Mình có thể sử dụng cái này cách nói. Rồi. Vậy là hát này nó có nhiêu đó. Rồi gửi mình video ha. À, đây dưới đây có tấm nền của ảnh nền này nè, mà muốn sửa nó thì cũng vào tùy biến. À, tùy biến vô sửa ảnh nền. Nền phía dưới. Mình kéo xuống là footer. Kéo xuống dưới đây. À. Gửi cái tấm dưới đây. Rồi cho con luôn rồi.